Đây là một team full liver nha mọi người. Team full Liverpool đích thực. Cái tên rất quen thuộc. Xin chào, tôi là Quang Tùng và chào mừng các bạn đến với sân Anfield. Trận đấu này chúng ta sẽ làm khách trên sân của Liverpool. Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Cơ hội là đây. Raúl González. Ronaldo. Đây rồi. Sudi. Và thủ môn đã theo sát quả bóng. Bắt và ra điểm không tốt của Raúl. Sẽ có phản góc. Cristiano Ronaldo. Một tình huống đến đầu đưa bóng lên cột dọc. Rất khó khăn. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng từ chân đối thủ. Pha phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Raúl González. Đây là Harry Kane. Rất tuyệt vời. Harry Kane. Ôi. Không có bàn thắng, một pha không chiến thành công, nhưng tình huống đánh đầu thì đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Pha không chiến rất bất ngờ CR7. Và đây là cú sút. Vâng, anh ấy đã dứt điểm thất bại. Matip Delic. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tân bóng đúng thời điểm. Ronaldo. Tiến lên đi. Thật tuyệt khi sút. Một pha dứt điểm rất tốt, nhưng rất tiếc là không hoàn thành. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc. Raúl đã có hai tình huống ra trần rồi, nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho chúng ta. Đội hình của chúng ta với hàng công rất mạnh. Việc bố trí tới hai icon và hai Totti trên hàng công nó là một sự lựa chọn tối đa gia công sức mạnh của tôi rồi. Nếu như có điều kiện chúng ta sẽ sử dụng bốn cái icon. Hiện tại thì chúng ta đang chỉ có thể sử dụng hai icon. Cần phải phá bóng ngay. Michael Owen. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Trước khi sang Madrid thì Owen đã từng là một huyền thoại của Liverpool. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Sadio Mane. Việc sang Matip Delic để sang Madrid có lẽ là một sự lựa chọn không hợp lý của Owen. Tuy nhiên thì sau đó anh đã sửa sai bằng cách gia nhập Manu. Tuy nhiên nữa Manu thì Owen cũng không thành công. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Cô bóng vào. Đấy rồi. Và anh ấy đã ghi bàn bằng đầu. Một bàn thắng rất hay của CR7. Tình huống như kiểu bay giữa không trung và ghi bàn vậy. Ồ, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Anh ấy nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong. Và sau đó là bàn thắng mà các bạn cũng có thể thấy rồi đấy. Cú đánh đầu rất mạnh. Và còn hiểm hóc nữa, thủ môn hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. Trent Alexander-Arnold. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Thiago. Vieira. Đối thủ phòng thủ rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Steven Vieira.
Sadio Mane. Michael Owen. Pha xóa bóng bởi De Ligt. Rất nhiều đường chuyền. Ronaldo. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Michael Owen. Sadio Mane. Rồi là Robertson. Có thể có bàn thắng. Michael Owen. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Raúl González. Sudi. Ui. Một siêu phẩm của Raúl. What the fuck? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Anh sẽ không bao giờ tin được là. Ui. Qua đẳng cấp. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất. Không thể tin vào mắt mình được. Tỷ số hiện tại là. Bàn thắng rất màn nhãn. Một pha dứt điểm như rốt buông vào lưới của đội bạn vậy. Cũng là một siêu phẩm đích thực. Steven Gerrard. Ronaldo. Thiago. Gerrard. Không ai ngăn cản. Phòng ngự hay. Nguy hiểm. Raúl. Ui. Cả đã bắt được bóng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Raúl trận này chơi lên đồng thế nhỉ? Pha ra chân và những tình huống dứt điểm rất nghệ thuật luôn, mang tính tầm cỡ đấy. Alexander Golovin, Raúl, Harry Kane, Raúl González, Thiago. Anh ấy đã cướp được bóng. Naby Keita. Kia là Wijnaldum. Wijnaldum, đường truyền xuất sắc. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Serra. Harry Kane. Pha skill bự luyện rất hay của anh. Họ đã giành lại quyền sở hữu ngay ở phía giữa sân. Mình nhìn thấy mất bóng rồi. Michael Owen. Thôi xong rất rồi. Nhanh. Và đây là cú sút. Rất một tốt. Giữ người hết sức và đã cản được. De Gea đang cho thấy một phong độ tuyệt vời của mình. Sadio Mane trúng cột. Anh ấy chơi rất tốt. Harry Kane có vẻ đang làm nhiệm vụ giảm nhịp độ trận đấu và quay đảo hàng phòng ngự đó bạn. Như vậy là đội bạn đã không giữ được bình tĩnh rồi. Chuyền bóng lại. Sergio Ramos. Vinicius. Đây rồi. Alexander Golovin. Đây là Zera. Sudi. Ui. Tuyệt vời. Suýt nữa thì chúng ta lại có một siêu phẩm. Vẫn còn nguy hiểm. De Ligt. Ui. Tấn công thêm một lần nữa, họ muốn nhiều bàn thắng hơn. Một pha dâng lên hỗ trợ tấn công của De Ligt. Rất tốt. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Ui. Mình xin nha. Thiago. Ok. Vieira. Đường chuyền thông minh và đến được vị trí chính xác. Sút. Ui. Tấn công là cách tốt nhất để đảm bảo. Suýt nữa thì có một siêu phẩm đến từ đôi chân của Harry Kane. Quá hay anh em ạ. Trận đấu mà tôi chơi lên đồng. Tình huống dứt điểm rất đẳng cấp. Vì chúng ta chưa có bàn thắng tiếp theo. Sút. Ui.
Chôn ghê vãi. Đội bạn trong trận này cũng khá điên. Đấy rồi. Thật gọn gàng. Trận đấu đã đến phút thứ 85. Đường Lai đang cho thấy anh là thủ lĩnh đích thực trên hàng phòng ngự. Raúl González. Đấy rồi. Raúl. Không được. Hãy xem pha đá phạt này. Raúl González. Vẫn là Raúl. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Ok. Và chúng ta chắc chắn là thắng rồi đấy. Trận đấu đúng là không, siêu kinh điển. Bất kỳ tình huống nào nữa, trận đấu đã kết thúc. Chúng ta cùng xem lại những bàn thắng rất đẹp của chúng ta. Chỉ có hai bàn thôi. Nhưng trong đó có một siêu phẩm của Raul. Có lẽ là sau trận đấu này thì mình sẽ dừng live stream. Bây giờ đã là 10:30 rồi. Hôm nay thì mình cũng không live stream nhiều. Còn rất nhiều công việc nữa. Mình xem lại highlight của trận đấu đi. Đây. Sony. Tình huống báo hiệu rằng sẽ là một trận đấu lên đồng của Raul. Đây, Rodo bằng cách đánh đầu rất tốt. Và anh ấy đã ghi bàn bằng đầu. Rồi chúng ta muốn thấy là siêu phẩm của Raul. Đây rồi anh em ạ, sai chân luôn. Sút đi. Đúng rồi. Đây rồi, bàn thắng. Đó là siêu phẩm của Raul. Tuyệt vời.